Range Rover Velar là mẫu SUV Light Coupe hạng sang Compact Luxury Crossover SUV mới nhất của hãng xe Jaguar Land Rover, Anh Quốc. Velar ra mắt lần đầu trên thế giới tại triển lãm ô tô Geneva Motor Show tháng 3 năm 2017. Sau đó, Range Rover Velar đã xuất hiện tại Việt Nam trong tháng 10 năm 2017. Trong anh em nhà Range Rover thì đây là mẫu xe chen giữa phân khúc Evoque và Range Rover Sport. Thiết kế, ngoại thất của Range Rover Velar 2019 vẫn giữ nét chủ đạo của dòng xe Land Rover, đó là hình khối vuông vức hầm hố toát lên vẻ chắc chắn. Range Rover Velar sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng cao, lần lượt tương ứng 4.803, 1.930, 1.665mm, chiều dài cơ sở 2.784mm và cho khả năng lội nước sâu 650mm. Đáng chú ý, Velar có khoảng sáng gầm tối đa 251mm và tối thiểu 213mm khi sử dụng chế độ nâng hạ gầm từ hệ thống treo khí nén Electronic Air Suspension trang bị tùy chọn. Nội thất của Range Rover Velar là một không gian biệt lập đầy yên tĩnh được tạo nên từ sự đơn giản thanh lịch và các thao tác tiếp cận giảm thiểu thị giác cùng những nền tảng công nghệ giúp hiện thực hóa thiết kế trên Velar như vật liệu ốp da cao cấp, hệ thống thông tin giải trí Top Pro Duo, hệ thống đèn toàn LED cao cấp. Dưới nắp capo là khối động cơ C4 2.0L với hệ thống tăng áp cho sức mạnh 250 mã lực tại 5.500 vòng phút, mô men xoắn cực đại đạt 365 N trên mét từ 1.200 đến 4.500 vòng phút kết hợp cùng. Hộp số tự động 8 cấp mang đến tốc độ tối đa đạt 217 km/h, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 6,7 giây. Trên màn hình mà quý vị đang xem là một chiếc xe đã qua sử dụng, mới lăn bánh được 19.000 km. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, xe còn rất mới. Chúng tôi cam kết xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và được bảo dưỡng theo định kỳ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Ừ.